Rồi, Dạ, ok, ok, xin xin chào chào các các bạn bạn nha. nha. Hôm nay nó hẹn cái này, nhưng mà mấy bạn, nhưng mà bữa nay nó hẹn cái này lên là cái gì nó không biết. Đứa bạn này là bạn Đó là lay event, nếu mà chơi event sẽ được nhận thưởng. Nhưng ok. mà hôm nay mình sẽ tiếp tục cái level số 14 lại nha các bạn. Dạ, không, chơi đi Do đây, chơi đi đây. mà vô phá đảo nữa kìa. Chơi đi Chơi này đây. hả? Rồi thích thì chịu luôn. Rồi ok các bạn ơi, hôm nay sẽ chơi cái event tiếp nha. Event tiếp nha. Cái level số 14 nó đặc hảo là phải hoàn thành 5 cái ngàn mặt trời, nhưng mà mình cũng chưa hoàn thành được các bạn ơi. Hôm nay thể theo yêu cầu của Phúc luôn. Đây là một cái chiến thuật tự động nữa các bạn ơi. Đây, cái cây gì thì mình không cần biết, nhưng mà hiện tại thì cái cây này nó phát cái âm thanh gì nhỏ lắm rồi nha. Đúng rồi, cái cây này nó phát cái âm thanh đó, nó làm cho cái con kia nó bị nhức đầu và nó sẽ chết. Ủa, cây giờ này nó ra mấy cái này Là không độc rồi? thế. Này dữ lắm rồi. Chết rồi, có con kia nó lăn cùng phi kìa. Bạn Chết biết chứ. trời, nó lăn cùng phi cái mình chết ngắt luôn ta. Rồi, hy sinh một cái xe các bạn ơi. Ông có cái cây màu xanh này có công dụng gì mà không phát huy được gì cho người trời. Trời mới có nửa đường thôi mà vẫn chết đúng hết rồi. Rồi sao chiến thắng kia gì chứ là quốc vàng chứ, chỉ có vàng vậy thôi các bạn ơi. Nói chung về nick của mình không có gì ngoài vàng các bạn ơi. Hôm nay là show vàng ra luôn, nó già rồi giết mấy con này luôn. Chiếc lá này công dụng là làm cái gì đây mà chiếc lá này nó làm như nó cản đường, nó có công dụng gì chứ. Trời ơi, vàng chỉ có vàng thôi, nít mình không có gì ngoài vàng các bạn ơi. Vàng quá nhiều các bạn ơi, cho nên mình phải xả vàng quá các bạn ơi. Mấy bạn ơi, mình mới đi học về á bạn. Con nào bay ra là lấy vàng phóng điện nó hết luôn. Nhưng mà mấy bạn, nhưng mà bữa nay mình Ok, được tặng quà rồi, được ba cái quà rồi, Phúc chọn đi. Một cái, hai cái, ba cái hết rồi. Chọn được có ba cái hả? Rồi ok, lên gấp thôi. bữa nay mình mới đi học về, cái mình gì nọ mình chơi xíu cái mình về rồi nè bạn. Ok. Như vậy là cái event mình đã qua rồi, bây giờ mình sẽ vô lại cái tiếp tục cái level số 14 nha các bạn. Đó, cái level này nó rất là đơn giản thôi, các bạn tiêu diệt hết zombie và thu thu thập được 5.000 mặt trời là ok nha. Rồi. Vô mình sẽ chọn là một số vũ khí để mà tấn công mấy con zombie nha. Thì ở đây hiện tại mình đang có là mắt leo vèo của con này, kêu con là Một Repeater cái hả? lắp lửa ơi. Con Repeater với cục lửa. Một cái lắp lửa ơi. Rồi, ok. Còn mua cái gì, cái Mua đậu cái hả? bơm nè. Còn mua cái đậu hả? Mua cái gì mà cũng thắng nha. Một cái Điện giật nè. Điện giật hả? Ê, ở trời. Ở trời. Rồi ok, let's go các bạn ơi. Thì nói chung hai cái cây của mình hiện tại đó là đạt là chế độ mắt leo vèo, là đó là cái cây đấm bốc với lại cái cây súng bây giờ các bạn. Mấy bạn, nhưng mà bữa nay mình chọn cái cây gốc lửa, Đúng rồi. mình chọn cái cây gốc lửa rồi mình ấy cây xuống rồi đây cho cái gốc lửa nó cưới con cái động nè.
cho nó bắn ra lửa vậy. Đây là nếu mình chiến thắng được cái màn này á, trước khi tiêu diệt toàn bộ zombie thì mình phải hoàn thành được 5.000 mặt trời thì lúc đó mình mới chiến thắng được nha các bạn. Nhưng mà với bạn ơi, nhưng mà bữa nay còn nếu mình không hoàn thành là mình sẽ thua tiếp. Nhưng mà với bạn, nhưng mà bữa nay mình mua cái lốc gửi cái đậu, cái mình ấy cây đậu ở đây với cái góc gửi đây, cái mình bắn nó ra nữa không mấy bạn, cái nó bắn ra cái cục lửa không mấy bạn. Rồi, tiếp tục quất cái con Repeater ra cho nó mạnh các bạn ơi. Trời trời, nó bắn ra cục lửa hết hồn không? Quá khí thế luôn. Cái này mà kết hợp với cục lửa là hơi tuyệt vời luôn các bạn ơi. Trời ơi, ghê không? Nó bắn thấy ghê không? Trời ơi, nó bắn ra cục lửa không trời? Nó bắn cục lửa mà sấy sấy luôn, nó cơ nào rồi. Sấy luôn, ôi quá ghê. Bắt leo vèo chơi có khác các bạn ơi, chỉ cần cú bắn thôi là nó sẽ tan nát zombie hết. Hoặc là tan nát những thứ gì đang cản đường nữa, chẳng hạn như ông già nè. Mấy cái con, trời ơi, nhưng mà nó okay. Bắn, nhưng mà bơi, nhưng mà con này nó bắn, nhưng mà mấy con này nó bắn một cái hay là bởi cái chỗ, là bởi cái mấy này luôn. Ừ, bắn thấy ghê không? Bắt leo vèo thấy ghê không? Nhưng mà bao nhiêu mà nó bắn cái nó bởi mấy cái này luôn. Đúng rồi, bởi mấy cái đó luôn, nó ghê chưa? Ghê. Cái chúng mình nó mạnh quá. Đó nè, đó. Thấy ghê không? Ghê. Quá đỉnh luôn các bạn ơi. Trời ơi, trời. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi. Không biết có chiến thắng nữa hôm nay, tại sao mà chưa có đủ mấy người sao đây? Có phải không? Hút lấy này coi. Rồi thua nữa rồi. Vụ này cũng hơi căng các bạn ơi. Nếu mà các bạn chọn vũ khí mạnh quá thì nó bắn hết thì nó không có, không có đủ 5.000 mặt trời. Nhưng mà bữa nay mình có chơi kiếm nè. Mình sẽ chơi lại nha, nhưng mà chiếc này mình sẽ đặt vũ khí ít thôi. Dạ, dạ thôi. Rồi lết gốc đi. Lết gốc đi, mình chọn cái điện phóng lai gai được rồi. Ba cái điện được. Cái điện này giờ có 50 hả? Đó, mình đặt cái điện phóng lên. Mấy bạn ơi, bữa nay khi nào mà tình hình mà nguy cấp quá, mình hãy đưa vũ khí hạng nặng của mình ra. Mấy bạn ơi, bữa nay mình có cây kiếm nè bạn. Vũ khí hạng nặng chỉ cần bắn một cái thôi là zombie gì cháy đen hết các bạn nha. Bữa nay có coi zombie hổng lồ nữa. Đúng rồi, zombie hổng lồ ra nó xuất hiện là chỉ cần một cú phát thôi là zombie hổng lồ sẽ bị tan biến thôi. Ê, một con zombie đã chết các bạn ơi. Nhưng mà bao nhiêu mà ba có nâng cấp cho cái điện không? Có chứ. Ủa nhưng mà ba nâng cấp cái điện nó ấy gần bởi này luôn rồi. Đúng rồi, nhưng mà ba nâng cấp nó hơi thấp thôi, chưa có nâng cấp max level. Khi nào mà mình nâng cấp max level rồi nó phóng điện mạnh lắm. Đó ha. Không một cái là zombie cháy đen hết á, phải giỡn đâu. Đó, thấy chưa nè. Hơi ghê chứ. Vũ khí mạnh. Vũ khí quá mạnh luôn chứ mạnh gì nữa. Ủa nhưng mà ba cần có... Cần cú giật thôi là zombie nó sẽ vui. Ủa nhưng mà ba có nâng cấp con này không? Chưa, cái đó là chưa nâng cấp. Cái đó mà nâng cấp lên nữa thôi, bắn thôi vô địch luôn. Rồi cái trái bông TV nè. Chưa rồi. Rồi cái này. Nó mới nâng cấp nhẹ thôi, là 7 level. Rồi cái này. Tốc độ cao nhất của nó là tới 200 level rồi. Rồi cái này bà. Cái đó thì chưa. Cái này. Nó cũng chưa luôn. Chỉ có mấy cái hả? Mấy cái rồi hả? Rồi con tắm bóc. Tắm bóc thì nâng cấp rồi đó. Nâng cấp mắt cơ hồ. Nâng cấp mắt cơ hồ. Đúng rồi. Hiện tại mình đang được 2.200 mặt trời các bạn ơi. Mục tiêu hoàn thành là phải là 5.000 nha, nhưng mà tuy nhiên phải không chưa hoàn thành trận đấu mà phải hoàn thành 5.000 mới được. Nhưng mà nếu hoàn thành mà sớm quá mà giết zombie hết rồi chưa đủ cũng thua nữa đó nha các bạn. Nhưng mà mới bẻ ra, nhưng mà bữa nay bằng đội không có vậy. Bình dụng bữa nay bị bệnh rồi các bạn. Bữa nay bình dụng
Trời ơi, nhưng mà hồi nãy giờ bình luận duy quy của mình đi bé khổ mà ói hoài cũng không hết luôn các bạn. Bình luận duy quy bữa nay bị bệnh ói các bạn ơi. Ói hoài không hết luôn á. Hiện tại mình đang được 3.200 mặt trời, nhưng mà không biết sao để mà đạt con số 5.000 này. Thật là căng cái gì thôi. Đây là đợt tấn công cuối cùng của zombie. Vậy là sao mà sao thu hoạch được 5.000 tại? Xong nè. Nhưng không sao, vẫn còn cơ hội các bạn ơi. Đây. Rồi lại thua tiếp các bạn ơi. Sao trận này hơi khó nha các bạn. Trận này hơi khó các bạn ơi. Nhưng mà càng khó mới càng hấp dẫn. Mình sẽ tiếp tục chơi lại nha, nhất quá tam nha, đây lần thứ 3 nha. Thôi giờ thôi bây giờ nghỉ đi, nghỉ chơi. Nãy giờ chưa có quay được cái video đâu, nghỉ nè, bây giờ chơi trận cuối cùng rồi, nếu không được thì mình hãy nghỉ. Ok không? Ok. Nhưng mà sao nó không cho ra mặt trời, vậy sao mình có mặt trời đây? Mặt trời rồi, 5.000 mặt trời mới được. Rồi mình cứ làm lại đi. 5.000 mặt trời nhưng bắn mấy cái bi mộ này nó không đủ các bạn ơi. Có bạn nào biết làm sao để hoàn thành 5.000 mặt trời này các bạn hướng dẫn cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm giờ mình nâng cấp mấy cái con len của mình lên max level được 2 con rồi, nhưng mà cũng khá là khi mà sức mạnh nó quá mạnh thì nó cũng ảnh hưởng nữa các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cây điện nha. Ghê không, cái điện phóng ghê chưa. Nếu mà cái bi mộ này không biết nó mọc lên theo cái nguyên tắc nào không biết. Nếu mà ấy thì mình sẽ theo nguyên tắc đó để mình để cho nó mọc lên. Mỗi một lần mình tiêu diệt được một cái bi mộ vậy mình nhận được 2 cái mặt trời các bạn ơi. Tương đương với 200 mặt trời. Đấy, hiện tại mình chỉ là chiến đấu chỉ có một cây điện thôi. Như là một vũ khí của hơi, nhưng mà để coi mình có chiến thắng được cái bàn này không nha. Nãy giờ cũng thua cũng mấy trận rồi các bạn ơi. Bắn nãy giờ cũng te tua lá hết trơn mà mới có nhiêu đâu. Chưa được 1.000 mặt trời nữa các bạn ạ. Qua để cái con đường vô đấm một cái ha, mặt trời tan tành nó thật là đã các bạn ơi. Trời ơi, cái con zombie này nó đi tới đây rồi. Rồi, đổi bia lên đi. Nhắc này không thấy mặt trời đã xuất hiện rồi, sao mà mình chiến thắng được. Cũng khó. Hiện tại mình đã được 2.200 mặt trời đó. Phải còn 2.800 mặt trời nữa mới đủ chi tiêu nha các bạn. Nếu mà không đủ chi tiêu thì game nó liệt kê cho mình là thua nha. Đây gì đây, vũ khí bí mật tới rồi, người khổng lồ tới rồi Phúc ơi. Zombie khổng lồ xuất hiện rồi nè. Quá mặt trời luôn rồi. 3.400 hả? Rồi hiện tại mình chiến thắng được 3.600, nhưng mà làm sao mà để chiến thắng đủ 5.000 được ta? Thật căng à. Tại vì bia mộ nó không có xuất hiện nữa rồi, làm sao mà mình chiến đấu này. Đấy, mới có 3.700 ha, còn thiếu tới 1.000 mấy nữa nè. Rồi thua tiếp. Ê. Ê yeah. Dạ
Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình ngày hôm nay nha. Chắc mình phải lên Google để nghiên cứu nữa quá các bạn ơi. 5.000 mặt trời này hơi bị căng rồi. Rồi mình sẽ tạm dừng video đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video của mình nha. Rồi ok, bye bye. Bye bye.